qua đây chúng con cũng xin gửi đến chư vị đồng tu nghe thông báo của ban tổ chức là kính xin chư vị đồng tu khi chúng ta được khai thị hoặc là được trực tiếp tham gia vấn đáp cùng với lão cư sĩ dầu âm thì xin chư vị đồng tu chúng ta hãy trân quý, chúng ta hãy trang nghiêm lắng nghe, chúng ta không nói chuyện riêng, và xin chư vị đồng tu chúng ta ở bên cạnh chúng ta cũng hết sức trang nghiêm, chúng ta nghiêm túc lắng nghe thì như vậy mới được lợi lạc. Và khi lão cư sĩ dầu âm khai thị hay trả lời câu hỏi cho một người thì cũng chính là khai thị cho tất cả chúng ta, cũng chính là trả lời cho tất cả chúng ta, và chính chúng ta cũng có thể tự áp dụng cho chính mình hoặc là cho chính thân nhân trong gia đình của mình. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Và trước khi chuyển qua phần vấn đáp thì chúng con xin phép được đọc một cái tin vui vãng sanh mà ban tổ chức chúng con vừa mới nhận được ạ. Xin Minh Hoàng có thể share cái thông tin. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni chứng minh, kính bạch lão cư sĩ dầu âm, kính thưa ban tổ chức đường Zoom hội thảo thế giới, các cha má và chư liên hữu đồng tu trong và ngoài nước, chị Nguyễn Thị Thiếu, pháp danh Nhuận Túc, chú quán thôn 7, xã Ea Tiêu, huyện Cư Quynh, tỉnh Đắk Lắk, là một người dâu quá tuyệt vời. Chị là thành viên trong ban hộ niệm A Di Đà chúng con. Biết mẹ chồng đang lâm bệnh chết não và hiện đang ở cùng vợ chồng người em, chị khuyên chồng nên đưa mẹ về phụng dưỡng và niệm Phật hộ niệm cho mẹ. Chị quyết tâm buông xả việc làm ăn kinh doanh buôn bán, túc trực bên mẹ chồng cả ngày lẫn đêm. Thỉnh mời liên hữu đồng tu xa gần trong và ngoài tỉnh phát tâm về trợ niệm cho mẹ. Cụ bà Trần Thị Tần, pháp danh Ngọc Tâm, 94 tuổi, hội đủ duyên lành được lão cư sĩ Diệu Âm hoan hỷ trả lời những vướng mắc mà gia đình đang vướng phải. Từ bi chia sẻ chỉ bày hầu giúp gia đình biết cách để cuối đời cụ được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Lại được thầy Thích Hạnh Phú từ bi khai thị cho cụ và chỉ dạy cho gia đình. Theo nhận định của bác sĩ, cụ bà bị chết não, không có khả năng nghe và nói được, nhưng thật bất khả tư nghị. Sau khi đưa cụ về nhà chăm sóc và trợ niệm cho cụ, cụ bà đã có chuyển biến rõ rệt, mắt cụ sáng ra, cụ ngồi được xe lăn, cảm nhận, biết đau và nói được. Cụ được người dâu khuyến tấn, cụ tham gia đầy đủ cả hai đường Zoom. Cụ bà Trần Thị Tần, pháp danh Ngọc Tâm, có tổng cộng 5 người con, 3 trai, 2 gái, duy chỉ có người con dâu thứ biết pháp hộ niệm. Chị dâu cả và vợ chồng cô gái đầu và vợ chồng cô con gái đầu tu pháp luân công. Còn lại anh trai, cậu trai út và người gái út lại chưa hiểu sâu về pháp hộ niệm. Do vậy, việc trợ niệm cho cụ bà gặp rất nhiều khó khăn, nhưng may mắn cho cụ, gia đình đã được tận mắt xem qua những đĩa VCD tiến sĩ Bùi Hữu Dược, vụ trưởng vụ tôn giáo chính phủ, phân tích, giảng giải, giảng nói về pháp hộ niệm, minh chứng cho pháp hộ niệm bất khả tư nghị, giúp cho toàn thể gia đình có cái nhìn thấu đáo hơn về pháp hộ niệm vãng sanh, phát tâm yểm trợ tích cực cho cụ. Cụ bà được ban hộ niệm trợ duyên tổng cộng 16 giờ liên tiếp. Sau 12 giờ kiểm tra, sơ bộ hơi ấm không còn nữa, nhưng hai tay cụ vẫn còn hơi cứng. Ban hộ niệm khuyến tấn, gia đình phát tâm lạy Phật, sám hối, cầu Phật gia hộ. Liên hữu đồng tu nhiếp tâm niệm Phật cho cụ thêm 4 tiếng nữa. Sau 4 tiếng, sắc mặt cụ tươi hồng, miệng cụ há rộng, toàn thân cụ mềm mại. Có lẽ đám tang cụ bà Trần Thị Tần, pháp danh Ngọc Tâm, là đám tang vô tiền khoáng hậu, có 102 từ trước đến nay của thôn 7, xã Ea Tiêu, huyện Cư Quy, tỉnh Đắk Lắk. Nguyên vị con xin thay mặt
gia đình và chư liên hữu đồng tu xa gần trong ngoài. Kính gửi lời tri ân đến lão cư sĩ Diệu Âm, thầy Thích Hạnh Phú, sư Minh Thông Đắc Gành, Đắc Nông, ban tổ chức đường Zoom hội thảo hộ niệm thế giới. Nguyện cầu hồng ân tam bảo gia trì cho chư tôn tiền đức tăng ni thân tâm thường an lạc. Lão cư sĩ Diệu Âm không ngừng giảng nói pháp hộ niệm rộng khắp đường Zoom hội thảo hộ niệm thế giới, ngày càng được mọi người, mọi nhà thực sự quan tâm theo dõi và thực hành. Kính mong cha má, các chư liên hữu đồng tu trong và ngoài nước hãy trân quý, thường xuyên tham gia, chia sẻ rộng khắp. Cầu mong tất cả chư vị hữu duyên mãn báo thân này đồng hội tụ Tây Phương Cực Lạc Quốc. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Xin đại chúng cho một tràng pháo tay thật là lớn, chúng ta cùng nhau tán thán công đức của các ban hộ niệm tại Việt Nam.